lên đón chư tăng ni vào chánh điện để làm lễ trai tăng. Hôm nay có hơn 60 vị. Và khi mà quý vị dâng lễ vật thì quý vị nhớ là đi sau khi ban trị sự và ở sau lưng của mỗi cái ghế của quý vị chư tăng ni có cái bao vàng. Quý vị chỉ được bỏ vào đó trong cái bao vàng thôi, là một cách im lặng và trang nghiêm. Lễ trai tăng sẽ bắt đầu trong giây lát. Xin mời quý vị Phật tử đứng lên chắp tay nghiêm chỉnh chào đón quý cư tăng ni. Và hôm nay chúng tôi được biết là có khoảng là 60 vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2024, Phật lịch 2588. Toàn thể Phật tử chúng con quy tụ về đây để kinh lễ cũng như trai tăng để kinh lễ Đức Tăng Ni. Những ngày là lễ kinh lễ Ca Thi Na tại chùa Đà Qua. Kính chúc quý vị quan niệm cùng mặt là Đức Phật ăn lễ kinh lễ. Thank you.
Thiên và nhân loại quan hỷ với phước của chúng con tạo trong ngày hôm nay. Sa thúc lành thai. Xin chư thiên quan hỷ thọ lãnh phước báo cuộc lễ dân y Katina của chúng con ngày hôm nay. Sa thúc lành thai. Bye.
Việt Nam cỡ làm dân ấy bất hay tám hà thành ta quang hệ lãnh thâu căn lành các tạo để hầu mai sau nguyện bao như ca mỏi trần lao cơ hàm đền hạ tâm hoa nữ cao mạch hầu màu nguyện to phật ơi pháp ba bờ nghe lâu thánh ba trường tâm học nát các ô thành hành cầu cho tất cả cả chúng ta hồi đầu vua thiền tâm thành quy ơi thiên thân tây sa cha trần chi tam lam nhất ca bỏ từ bi thực hành nói gương đức ca phật ca trọn lành phật ta chất ca thanh mà tu niệm nguyện thành đạo minh phát tâm mà tiếp pha độ lễ dân y của chúng con ngày hôm nay xa thuốc lành thay set the drum right here. Set the drum right here. Okay, squeeze it a little bit. The line stay over just to keep the line stay on this side. Facing out. Don't make it too loud, but you can be ready. Yeah, the drum and the you cannot argue it. Okay. Yeah. Yeah.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hai bà hòa thượng Tam Phong, hòa thượng Diệu Kỳ và các chư tôn đức tăng ni vừa đạo quan, chúng tôi xin gửi lời chào mừng thân thương và ưu ái nhất đến các Phật tử hiện diện ngày hôm nay. Kính thưa hòa thượng Tam Phong, kính thưa hòa thượng trụ trì, chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 10 của năm 2024 dương lịch, tức là ngày 18 tháng 9 âm lịch. Phật lịch là 2568. Chùa Đạo Quang, Trung tâm Phật giáo Thiền học Hải ngoại xin được hân hạnh cung nghinh quý chư hòa thượng, chư đại đức, chư tăng ni từ các nơi về đây để cùng cử hành đại lễ dân y Katina. Năm nay cũng xin các chư tăng ni hướng dẫn và điều giác tinh thần cho Phật tử chùa Đạo Quang chúng con. Chúng con xin cầu xin chư Phật gia hộ cho quý chư tăng ni được an khang hướng dẫn đạo và giáo pháp cho chúng con. Vâng, và bây giờ thì chúng xin mời chùa Đạo Quang với nghi thức. Ban nhạc sẽ gửi đến quý vị bài trầm hương đốt và tán Phật. Thank you.
người đã nghĩa được thân và hy sinh cho phong thái. Phúc chậm cơ biết quá để thường nhớ các chiến sĩ để hy sinh vì cứu người tự do và các đồng bào đã bỏ mặt trên đường đi tìm tự do và người đã chờ đi vào để cầu nguyện cho những nạn nhân của chiến tranh. A moment of silence for those who gave their lives and dedicated for good reason. A moment of silence for those who gave their lives for freedom, democracy, and liberty. And a moment of silence to pray for the leaders of the world. A moment of silence begins. Con về nơi đây.
Theo điều kiện tự nhiên của khí hậu địa phương, Đức Phật cho phép chúng ta an cư trú ngụ cho 3 tháng. Khi mùa mưa chết, sự an cư kết thúc và nhu cầu y phẩm vật dụng cho chúng ta là điều thiết yếu. Đức Phật dạy chúng Phật tử cúng dường Katina. Văn đạo ca trình bày ý nghĩa của Katina qua ca khúc Katina cúng dường do anh Tiêm Hải, trưởng ban đạo ca chùa Đạo Quang sáng tác. Yeah.
Và bây giờ con xin cung kính mời ngài Hòa thượng Tăng Thống Thích Pháp Nhận ban đạo từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa thầy chủ trì chùa Đạo Quang, kính thưa toàn thể quý vị đại chúng nữ. Trước hết tôi xin chân thành tạ ơn công đức thầy chủ trì chư tăng và hội thiền đã tổ chức rất trọng thể đại lễ Katina hôm nay tại chùa Đạo Quang. Như tất cả chúng ta đều biết, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo ở cội cây Bồ Đề bên bờ sông Ni Liên thuyền, ngài đi bộ về Isipatana là nơi gọi là vườn nai, và ngài thuyết thời pháp đầu tiên để độ cho nhóm Kiều Trần Như. Thì cũng đúng cái mùa An Cư Kiết Hạ, tức là ngày rằm tháng 6 âm lịch. Trong mùa An Cư Kiết Hạ này, Đức Thế Tôn đã thuyết pháp và độ cho 60 thanh niên xuất gia theo Phật và đắc được đạo quả A-la-hán. Đây là giáo hội đầu tiên của Đức Phật ở tại vườn nai. Sau khi mùa An Cư Kiết Hạ, tức là rằm tháng 9, đã hoàn mãn, Đức Phật dạy cho các đệ tử: các con hãy đi mỗi người mỗi ngã, vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của nhiều người, vì sự an lạc của chư thiên và nhân loại. Cho nên cuộc sống của Đức Thế Tôn cũng như các bậc thánh sau này, các hiền tâm đều nói với Đức Phật An Cư Kiết Hạ trong mùa mưa suốt 3 tháng, từ rằm tháng 6 âm lịch đến rằm tháng 9 âm lịch. Đời sống của các ngài ở đây là gì? Bên ngoài có 8 tí bình mạng, bên trong có nhiều địa vị. Và Đức Phật cũng như Thánh Hiền Tăng đi đến đâu, quần chúng theo rất là đông, xuất gia rất đông. Cái năm đầu mới 60, mà năm sau đã có cả hàng trăm tăng ni, toàn là những người ngoài đạo, Bà La Môn, những người theo thần lửa, thần sông, thần núi, đủ thứ tôn giáo đều quay về nương tựa với Đức Phật và đều đắc được đạo quả. Như quý vị thấy, ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nậu Râu Đà, ngài A Nan Đa, biết bao nhiêu vị là họ là trước là ngoài đạo, theo ngoài đạo, nhưng mà sau này gặp Đức Phật rồi trở thành bậc thánh. Và những vị này góp phần hoằng dương chánh pháp với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cũng nhập hạ và chư tăng cũng nhập hạ. Như vậy là ngài đã nhập hạ suốt 45 năm cho đến năm 80 tuổi ngài nhập Niết Bàn. Cuộc đời của Đức Phật nếu một gương sáng cho chúng ta là ngài cũng là một con người, nhưng vì thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một, nên ngài quyết tâm phát Bồ Đề, tu hành tinh tấn theo hành Bồ Tát. Trong nhiều đời nhiều kiếp, cho đến kiếp chót, chúng ta rất là cảm động. Ngài là cái vị vua, nhưng mà ngài lại bỏ vợ đẹp con yêu lâu đài vàng ngọc vào rừng non tuyết lạnh để tu hành 6 năm khổ hành màn trời chiếu đất, cũng vì để khai thị cho chúng sanh biết đạo lý như thật để mà tu tập phá bỏ sanh tử luân hồi. Và ngài làm được điều đó khi ngài thành đạo của Bồ Đề. Đức Phật
là phải cao rồi thất nghiệp nghĩ đó thể bậc chủ gia là phải thành từ trò về là thân cho thể miền cho thể ý cho thể và núi mà cho kỳ thân cho thể cũng khả thể cũng trổ đất không thông dâm miền trong sạch không nói dối, không nói dời lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời vô ý. Và tấm trong sạch là không tham lam, không sân hận, không si mê, nghe đeo theo đó. Và cái đời sống đó đưa đến sự an lạc, như trong kinh Patimokkha Ngài đã dạy. Giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ miền trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao, thân và miền ý tròn lành xa rời tội lỗi gần cảnh hoa sen. Đạo Phật lấy cái hoa sen làm cái biểu tượng của sự giải thoát, nó gần bùn mà chẳng thối lên mùi bùn. Chúng ta cũng vậy, ở cuộc đời này là toàn là tham lam sân hận si mê. Quý vị thấy bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà con người vẫn chưa văn minh, vẫn đánh nhau khắp nơi, giải giết nhau khắp nơi, coi đó là niềm vui, là sự thắng lợi, nhưng mà rồi đưa tới khổ đau và cuối cùng thì xa đọa. Cho nên nếu chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật, Ngài dạy chúng ta phải trau dồi theo tứ diệu đế, thì quý vị ai cũng thuộc hết. Thầy nói là người Mỹ đã gặp Việt Nam, mình là chỉ hỏi một câu thôi: cái gì là cái điều quan trọng trong giáo lý đạo Phật? Quý vị cứ nói là tư diệu đế, khổ tập nghiệp đạo. Đời là khổ, nguyên nhân của khổ là tham lam sân hận si mê, nhưng khu vi quan yếu thế có thể dập tắt sự khổ bằng cách thực hành theo con đường bát thánh đạo. Nếu mà quý vị trả lời như vậy, giải thích cái bát thánh đạo cho họ nghe thì họ rất phục. Có một lần thầy đến một cái hội có các tôn giáo phát biểu cái tôn giáo của mình, thầy chỉ nói tứ diệu đế bát thánh đạo, mọi người đều lấy viết ra viết hết, trong khi các tôn giáo khác nói thì chỉ ngồi nghe thôi. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật nếu mà chúng ta áp dụng thì nó tạo được một thiên đàng ngay trong đời cõi đời này. Cho nên về Phật tử cố gắng thực hành theo con đường giới định huệ. Phước báo của chúng ta có từ đâu? Bố thí, trì giới, tham thiện. Hôm nay chúng ta bố thí rất là cao quý, đó là dân y Katina đến chư tôn Đức Tăng Ni 6-3 tháng an cư thiết hạ. Nguyên nhân nào mà có như thế này? Nguyên nhân là trong cái hà thứ 14 của Đức Phật thì có một nhóm tỳ kheo, toàn là những hoàng tử quen thuộc với vua Pasenadi, sứ Kosala. Cái vị này tuy là hoàng tộc như vậy nhưng mà tu hành hết sức là tinh tấn. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp là tu hành rất tinh tấn, và vị nào cũng đắc quả hết. Chẳng hạn như tu đầu hờn, tứ đà hàm, a đà hàm và các ngài. Khi mà hiểu được đạo rồi, đi vào trong đạo rồi mới thương kính Đức Phật. Cho nên trong lòng mơ ước có một ngày nào đó đến gặp Đức Thế Tôn ở chùa Kỳ Viên ở thành Savatthi để đảnh lễ ngài. Và 30 vị này phát tâm đi. Nhưng mà từ xa mà đi tới cái chỗ mà Đức Phật ở thì đi rất là lâu. Cho nên mới đi tới từ Pompeya mà đi tới ngày Saketa thì tới đó trời mưa quá trời, và đúng cái lúc là ngày trăng tròn tháng sáu âm lịch, cho nên 30 vị thánh này nhập hà an cư một chỗ. Thì đâu có chùa chiền gì đâu. Quý vị Ấn Độ cái đạo gì mà có trước cả cái Ấn Độ, quý vị Ấn Độ Bà La Môn hồi xây tháp xây đền khắp nơi. Nếu mà chỗ nào mà chư tăng đi mà không có chỗ ở thì mình vô trong mấy cái tháp đó mình ở. Khi mà mưa gió thì các ngài đôi khi nếu mà trời mà mưa đó, bất cứ chỗ nào hang động, bất cứ chỗ nào mà trái mưa trái nắng được là các ngài tập trung lại đó, các ngài tu tập thiền quán. Tu Phật giáo mình cái thứ nhất đó,
là dư giới trong sạch, và cái thứ nhì đó là thiền. Thiền đó mới phát huy được cái trí tuệ, mới là có thể giác ngộ được. Chứ bản ngã là không có gì, là vô ngã. Cho nên chư tăng theo Đức Phật như vậy thì cũng giống như rất đơn giản, chỉ là bên ngoài là sau khi bị tạm tôi có gọi người đi về, có thêm một người con người ở đây vì làm trước đi đâu tới xong hay là hồ pháp nhận y cũng là y xưa tặng kiếm, nghĩa là cách đây 2599 năm mà chúng ta vẫn là sung sướng, vẫn là hoa thì đi lại đường xưa lối cũ Đức Phật. Cho nên thầy hãy nhắc nhở một mình, đi lại đường xưa lối cũ Đức Phật là đi lại đường chân nhận thầy, mà đi lại đường chân nhận đường chân thật chân của Đức Phật đem lại an lạc thành phúc của chúng ta. Nếu mà chúng ta vượt giải thoát cả kiến cả tùy ý công đức vô lượng, mình tự làm bao người khác làm, vui khi thấy người khác làm, vượt bao cũng giống nhau, từ từ mình hoàn thiện cái sau đó mình bình yên mình làm. Cho nên đi đạo Phật 35 tuổi đời để là thầy cũng là hoàn thiện rồi, quý vị có vị mấy vị đều có hà cao hết. Bình dân hà cao và mình bị trại hà thấp, nhưng mà đều là buổi ngày một nhập hà là có thêm một tuổi. Cho nên cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tăng ni pháp thể kính an chúng sanh dị đồ và đạo viện trọng viên thành, kính chúc toàn thầy quý thiện nam tín nữ hiền nhiều trong chánh điện hôm nay cũng như bà con của mình ở trong nước và hải ngoài, xin cho được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, gia đạo thái hòa, sở cầu như nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gia đình Phật tử Quang Hồng, gia đình Đồng Tú Tâm Anh. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời đạo hữu Võ Thế Lưu đại diện cho thí chủ dân y đọc bài dân y ca thi này. Chị em xin bảo cho việc là mình làm lễ Phật chút xíu rồi Phật tử dân y. Dạ vâng. Rồi chúng ta phúc chúc lại Phật tử và chúng ta hồi hướng ra về. Dạ vâng, rồi bây giờ là phần tụng kinh. À bây giờ tụng kinh. Tụng kinh cho các quý vị giờ kinh ra nè. Dạ kinh ra quý vị đại giờ kinh trang số 6. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý vị thiện nam tín nữ hoa kỳ quỳ lên và đảnh lễ chư thầy tâm ba lại. Kính mời quý vị đại diện các thí chủ, nhất là các đại thí chủ cùng tất cả Phật tử đội nghi liên kết lễ tại và chúng ta đi lên đầu. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn.
trang tung dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành dẫn giữ lời quân sanh, cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chánh viên kỳ đang tung dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lành giữ lời quân sanh, cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chánh viên kỳ đang tung dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lành giữ lời quân sanh, y mang phận tê Saparivaram Katina Jivaradusang Bhikkhu Sanghasa Hema Imam Saparivaram Katina Jivaradusang Patiranatu Patirane Koatya Imana Dusena Katinang Atharatu Amakang Didharatang Disaya Hitaya Sukaya. Kính bạch chư Đại Đức Tăng Ni, chúng con xin thành kính dân nghi ca tín á đến chư Đại Đức Tăng Ni, cầu xin quý ngài con vị thọ dùng cho chúng con một sự tân hóa, sự lợi ích và sự bình an lâu dài. Ngày thứ nhì chúng con thành tâm cúng dường, lần thứ ba con thành tâm cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Kính mời đại thí chủ dân nghi Tam Mi vào quả báo đến chư đại tăng ni. Sau khi đại thí chủ dân nghi thì các Phật tử được phụ đi theo xin lần lượt nên dân nghi tự cư đại tăng lên. Xin quý vị sắp khoảng là 2 hàng hoặc 3 hàng để mà đi trong yên lặng và trang nghiêm, chúng ta thế nào cũng được dân nghi mà thôi. Thưa quý vị, sắp hàng chúng ta sẽ đi nhận quà trang nghiêm. Dạ vâng, sắp hàng thì chúng ta sẽ đi một tuần tự và trang nghiêm. Bây giờ mọi người chú ý là tưởng ở bên 2 hàng, mỗi bên 2 hàng, bên trái 2 hàng, bên phải 2 hàng, bên trang nghiêm. Bên đó 2 hàng, bên này 2 hàng, tức là 4 hàng, quý vị đi theo thứ tự, chúng ta không lướt chen lớn lẫn nhau, tại vì trước sau thì quý vị cũng sẽ được dân đi. Và xin quý vị đứng vào hàng ngũ cho nó thẳng lướt chứ. Thưa quý vị, quý vị tập hết dân y nên cho quý vị kiểm tra bên ngoài, chúng ta nghỉ lễ nha. Chúng ta nghỉ đi mỗi vị tại qua lại thì tới chiều chúng ta mới xong. Cho nên quý vị hoan hỷ, chúng ta chỉ dâng lên mà chúng ta đã làm tiến lùi phía bên ngoài để đặt lễ xin sao. Chúng mới nói xong, chúng ta chỉ để dân đi. Dạ, chúng mình quý vị, chúng ta chỉ xả lại đủ rồi, chúng mình quý vị.
Sau khi quý vị đã cũng như đi xong, quý vị trở về lại với chỗ ngồi của mình, ổn định chỗ ngồi và đi lại. Để chị tặng lại để nói với ông thầy nấu xì. Thấy anh mà có gửi bánh mì cho anh đây, em gom y hết đưa qua cho chị nha. Cái y của cái cô gì đó, đừng có đưa cho chị kia, của mình lúc tập xin đưa rồi. Chị hoàn thiện với chị tặng lại nói chuyện. Bỏ qua đây, bỏ qua đây. Nếu quý vị nào có nhu cầu nói chuyện thì xin hoan hỷ chúng ta ra bên ngoài để cho buổi lễ được nghiêm trang, được trong thành kính của quý vị. Tội nghiệp. Đây là buổi lễ rất là trang trọng, xin quý vị đừng có nói chuyện. Sư vừa nói là quý vị nào mà muốn nói chuyện, chúng ta có thể ra bên ngoài để giữ yên lặng cho buổi lễ dân y được trang trọng. Và xin quý vị đừng có lạy ba lạy, tại vì sau đó thì còn nhiều người ở chúng ta chỉ xá là được rồi. Và xin quý vị khác giữ yên lặng. No.
Thưa quý vị, bức tượng bây giờ là chị Tâm đang làm việc ở Y. Thì ở trong này, ngày hôm nay chị Tâm tại đầu quan có chùa Đạo Quang năm 2007 thì tiếp theo thì hôm nay được chỉ định có sư Thanh Á là thượng tọa Thanh Á sẽ là vị người đi thượng tọa Thanh Á chính là vị người cư hay là sẽ là vị Thanh Á anh em. Sankhasa